Bởi vì trong đạo Phật có bốn loại định, đầu tiên để ngăn ác diệt ác thì chúng ta phải tu tập đầy đủ. Khi tu tập đầy đủ xong rồi, chúng ta thấy có hiệu quả tất cả trên các pháp này, chúng ta có thể áp dụng đẩy lui được giặc sanh tử. Nghĩa là bệnh đau trên thân đẩy lui được, tâm phiền não đẩy lui được, tâm tham muốn đẩy lui được, hôn trầm tỳ miên đẩy lui được. Tất cả những chướng ngại ở trên thân thọ tâm pháp của chúng ta đẩy lui được hết, thì bây đầu chúng ta mới tu tứ niệm xứ. Vì vậy bây giờ mới ở trên tứ niệm xứ gọi là quán thân. Trên thân để khắc phục tham ưu, quán thọ trên thọ để khắc phục tham ưu, trên tâm quán tâm để khắc phục tham ưu, trên pháp quán pháp để khắc phục tham ưu. Đó là chúng ta mới trở về tu tập tứ niệm xứ trong giai đoạn thứ hai. Phải không? Tứ niệm xứ trong giai đoạn thứ nhất là tu tập tứ chánh cần. Trong giai đoạn thứ hai, chúng ta tu tập mới chính là tứ niệm xứ trên tứ niệm xứ. Khi đó bây giờ tâm chúng ta thanh tịnh hoàn toàn, nhưng nội lực chúng ta chưa đủ, tức là cái lệnh chúng ta chưa đủ, tức là dục như ý túc chưa đủ, tứ như ý túc chưa hiện đủ, thì lúc bây giờ chúng ta ôm pháp thân hành niệm. Thì lệnh chúng ta, lệnh ở đâu thì hành động phải làm theo đó. Vì cái pháp thân hành niệm là pháp tu lệnh, tu dục như ý túc, tu tứ như ý túc. Bởi vì Đức Phật đưa ra tứ như ý túc mà chúng ta không biết pháp tu tứ như ý túc thì chúng ta không tu tứ như ý túc được. Cho nên pháp thân hành niệm là pháp tu tứ như ý túc, hay nói pháp thân hành niệm là thực phẩm của tứ như ý túc. Nghĩa là cái thực phẩm của cái pháp đó là nó phải tập luyện hàng ngày, như chúng ta ăn uống hàng ngày để mà sống. Phải hiểu chỗ này. Cho nên khi mà thực hiện, muốn thực hiện pháp như ý túc là phải tu pháp thân hành niệm. Từ đó nó mới có 10 công đức hay là 10 thần lực hiện lên trên pháp tứ, trên pháp thân hành niệm. Khi mà hiện lên đủ thì lúc bây giờ chúng ta mới thực hiện tứ nhị túc, chứ không phải tu tứ nhị túc. Mà tu tứ nhị túc tức là tu pháp thân hành niệm. Hiểu chỗ thầy muốn nói thì mấy quý Phật tử sau này không còn lạc đường nữa. Sau khi thực hiện được cái tứ nhị túc thì chúng ta định nhị túc. Khi định như ý túc là chúng ta muốn định tứ thiền, tức là nhập tứ thiền. Khi mà nhập được tứ thiền thì bây giờ chúng ta thực hiện tam minh không còn khó khăn. Có phải đúng không? Đó, chúng ta phải đi từng pháp của Phật rất rõ ràng, chứ không thể nào hiểu lầm lạc được. Mà hiểu lầm lạc thì chúng ta sẽ đi trật đường, và tu sai thì muôn đời chúng ta không bao giờ tìm thấy sự làm chủ sanh già bệnh chết và chấm dứt luân hồi. Đến đây thì thuyết giảng tóm lược lại con đường đi của đạo Phật là như vậy. Nếu quý Phật tử thấy cuộc đời của mình, không lẽ bây giờ chúng ta sinh ra làm người mà chỉ biết có làm để phục vụ cho ăn ngủ thì không có lý. Chúng ta phải nỗ lực như thế nào để xứng đáng mà khi chúng ta có mặt ở trên cuộc sống này, không thể nào phục vụ cho ăn ngủ. Làm cho tiền nhiều cũng do ăn, làm cho tiền nhiều cũng ngủ, ăn ngủ và dâm dục, không có cái gì khác hơn ngoài những vấn đề này. Cuối cùng chúng ta chết đi có còn được những gì, có phải không? Cho nên ở đây chúng ta có thân là khó, không phải dễ. Mà có thân mà được chánh pháp của Phật như thế này mà không tu thì quá uổng, phải ráng nỗ lực. Tuy thầy nói khó nhưng không phải khó mà không làm được. Nếu không làm được làm sao Phật đã tu giải thoát, làm sao hôm nay thời đại của chúng ta thầy tu được giải thoát? Thầy đã làm được. Cơ thể thầy, các con thấy thầy ốm yếu, nhỏ con đâu có lớn con mà vẫn làm được, thì thầy tin rằng mấy con cũng vẫn thừa sức làm được. Nhưng hãy bền chí, hãy kiên gan, bởi vì trên con đường tu tập là nghiệp chúng ta nặng, nó sẽ gặp nhiều cái khó khăn, thì chúng ta phải đổi lấy bằng máu và nước mắt. Khi thân chúng ta ngồi tu mà cái cơ thể bệnh đau mà vẫn giữ thân thực sự mà tu, thì các con biết nước mắt chảy ròng ròng chịu đựng, không hề dám buông pháp. Thì mấy người gan dạ như vậy, người ta mới vượt qua những cái khổ đau của kiếp người. Còn nếu mà chúng ta thấy đau mệt nhọc quá, chỉ nằm xuống rồi uống thuốc để dưỡng bệnh, thì chắc chắn không bao giờ đạt được kết quả. Cho nên mỗi lần mà thầy nói mấy con hiểu là tu tập theo đạo Phật để đạt được kết quả là phải bằng máu và nước mắt của mình. Nó đau quá, nước mắt không khóc mà nó chảy, tự nó chảy, nó đau quá mà mình ôm pháp, có pháp ôm mà vẫn thấy đau. Bởi vì cái sức đau nó đau kinh khủng, nó đau hơn cái lực mình ôm pháp.
Nhưng trì chí mà ôm nó cũng như mình qua biển sóng gió ba đào, mà phải ôm cái phao cho chặt. Nếu mình lơ lỏng là mình chìm xuống biển, không còn chỗ bám nữa. Cho nên khi tu tập mà đến giờ phút cuối cùng chứng đạo, phải một lần chết đi rồi sống lại. Khi mà nó đau quá đến độ mình không còn biết nữa, tức là mình chết mất rồi. Nhưng mà mình tỉnh lại, cả một cái không gian an lành cho chúng ta vô cùng mà Đức Phật đã nói. Cái sức chịu đựng tận cùng của sự cảm thọ của mình, sức sinh mạng chịu đựng sự cảm thọ của mình, nó sẽ mát lạnh. Là nó chết đi rồi, nó sống lại, nó mát lạnh vô cùng, nó không còn đau đớn chút nào trong chúng ta. Thì Thầy nói bằng máu nước mắt của mình là đúng không sai. Chúng ta tu rồi chúng ta sẽ thấy. Và nói như vậy không có nghĩa làm cho mấy con sợ, mà hướng dẫn cho mấy con chuẩn bị tinh thần của mình trước những khó khăn, trước những đau khổ của pháp tu. Quyết định phải qua cho được. Thầy đi qua, Phật đi qua, thì mình phải đi qua. Không bao giờ là mình lùi bước. Đi là phải đi tới, cũng lùi bước. Không tu thôi, mà đã tu nhất định phải tới nơi tới chốn. Giống như Thầy, giống như Phật. Bỏ ngay già, bỏ vợ, mẹ con sinh, bỏ vua cha mà đi tu, thì phải đi cho tới nơi. Mà trở về thì mặt mũi nào mà thấy vợ, thấy con, thấy cha mình nữa. Cho nên Đức Phật đã làm được. Hôm nay Thầy làm được, Thầy không xấu hổ với cha mẹ Thầy. Được sanh Thầy ra, một đứa con gan dạ làm được những điều ít ai làm. Vậy Thầy mong mấy con cũng nên theo gương Phật, theo gương Phật, xứng đáng là con người được sanh ra trong thời đại khoa học. Thầy mong mấy con cố gắng, Thầy chỉ ước mong như vậy thôi. Mấy con sắp xếp gia đình ổn định, đâu đó con cái lớn khôn rồi từ bỏ để chúng ta nỗ lực thực hiện những ngày còn lại trong tuổi đời của mấy con. Đừng đắm đuối, một ngày nào đó vô thường đến, nó cũng sẽ lôi mấy con vào sáu đường sáu chỗ, mà Thầy cũng không cứu mấy con, mà Phật cũng không cứu mấy con được, mà chính mấy con phải tự tập đức lên mà đi. Đến đây Thầy chấm dứt buổi nói chuyện hôm nay.